Rồi rồi. Chính rồi, chính rồi. Chú bắt lại. Chết cha rồi. Nó sang bên kia rồi. Vâng, xin chào các bác. Anh em tôi hôm nay đang làm giải ở dưới các bác. Thì bác nhì bác nha, bác lên đây để bác thâu cái đường ống nước của nhà bác nè. Bác phát hiện được là có bầy heo rừng đi xuống dưới này. Thì bây giờ đây có 2, 4, 6 anh em tôi. Bây giờ đang kêu thêm mấy con chó lên để nó đi tìm cái dấu. Là đi tìm coi là giờ nó có còn ở dưới này không. Thì nếu mà còn dưới này thì anh em tôi tập trung bắt luôn. Còn nếu mà nó đi rồi thì thôi. Bây giờ đang chú Hùng là đang đi kêu mấy con chó để lên để đi tìm dấu chứ. Anh em tôi nãy lên một vòng rồi nhưng mà không thấy. Đi. Thôi đi anh em mình lên trên nó coi. Để lấy nỏ đi, lấy nỏ đi đâu bác. Này. Đón đường đây. Nào bác. Bác thấy khu nào? Lên một đoạn nữa. Lên một đoạn nữa hả? Đi xem dấu chân nó nha. À, đi nhìn dấu chân. Chẹp luôn. Chú Tư chú mới lên chú manh động quá, chú kêu chú gọi là chú chém luôn. Ghê hả? Giống người đi á. Chú Tư đêm này hả? Rồi thôi anh em tôi đi bên kia. Đây có dấu đâu mà nãy bác Tư bác nói bậy. Ừ mà. Kiểu này có khi nào mình bắt được heo rồi mà chú Hùng vẫn đứng đi dưới đó kêu mấy con lu không? Chú Ba với lại bác Tư đi bên kia. Tôi bác Nhì đi bên hang bên này. Đâu đâu? Từ 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 bác ơi. Để tôi coi nào. Tôi cũng chưa thấy heo rừng. Từ 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 từ. Đâu đâu? Nó nhỏ để anh bắn. Cấn. Đây. Đây này. Từ. Đây các bác. Ôi trời. Cẩn thận nó phi xuống nha. Thằng cái chú nó hốc một phát. À. Đánh bắn. Nó vừa rớt đấy. Rồi. Chính rồi. Chú bắt lại. Chết cha rồi. Nó sang bên kia rồi. Ôi trời ơi. Nó chưa sang bên kia rồi. Để tôi sang bên kia với bác Nhì đã. Ôi bắt được rồi. Ngon quá. Được chưa? Chưa ăn. Ủa, về mấy con? Hai con. Ờ, con này, con dính tên mà nằm bên này. Bắt luôn. Ủa nhá. Ủa, leo lên đá luôn. Trời, nó leo đá. Nó nhảy xuống là nó gãy chân đó, mình không bắt được thôi. Đấy. Nó leo mình rồi. Ôi, nó làm mẹ luôn ơi. Đâu. Ôi rồi bắt. Rồi. Nó mắc lưới à. Ngon. Chặt dây. Ồ. Kêu to lên. Còn mấy con nữa? Còn con kia bắt bên kia rồi. Đây hai con. Bắt được hai con rồi hả? Còn mấy con nữa? Nhanh. Ngon. Ủa cái tên nó tụt hả? Xin luôn kìa. Gớm vậy. Đây. À cái tên nó dính ở cổ nó các bác này. Đây này đấy. Công nhận tên. Con này dính tên nó nằm im. Ăn ngay. Găm luôn vậy nhỉ? Xin luôn. Ủa con bên kia ai bắt? Chú Tư bắt hả? Nó túm bên kia rồi sao á? Để bác Nhì. Con này to quá. Bác Tư qua kia phụ con bên kia. Để tôi qua bên này xem con heo đây. Đâu. Heo này. Cất kìa. Đâu? Vừa. Ui trời. Vậy là nó nằm trong hang này. Tìm mới còn không chú ơi? Ây da. Đây. À, kia. Ăn
Đấy. Đây. Úi giời. Hai con rồi, được hai con rồi. Thơm thơm. Giày này có mà. Ôi, lại say. Để giấu xuống ăn chuối này. À. Chùi trời năm chuối các bác nè. Ôi, nó tàn phá hết rồi. Đây có mấy cây chuối rừng nó xuống ăn. Cắn, chết cha bác nhìn về cắn bên kia rồi. Bà Tư, hay, hay. Đến khâu nay chưa mà. Cẩn thận nó cắn đấy, bác nhìn về cắn bên kia rồi. Bẻ răng đi chứ cắn. Con cái khung này, khung này, con này. À, con bị bắn rồi đấy. Cái này mà con gặp con mẹ nó nha. Ờ, con mẹ nó chạy. Con mẹ chạy nhanh nha. Nãy giờ không thấy bóng dáng luôn đấy. Con này con cái, nãy không coi con bên kia con cái còn được. Giờ cô xong đưa xuống nha, để tôi lại qua bên kia coi là bánh gì có bị gì không. Nó cắn luôn hả? Con này nó cắn luôn. Ôi trời ơi, kinh nhờ. Coi nó có cái coi không? Khiêng, chặt cây khiêng. Chặt cây khiêng về. Ủa, con này hung quá. Bà Tư đi vòng thử coi có thấy dấu vết nữa không? Đi chứ. Còn á. Thấy thịt thì thèm rồi. Ôi giời, hai con nằm chỗ, hai con này nằm một chỗ. Nó đi lứa đấy, nó đi một đàn đấy. Nó đi một đàn. Cái ngắn thế. Nó cắn cho lại không bỏ xuống, xui. Cắn hả? Cắn. Đấy, ngay cái miệng này kìa. Ấy. Ôi thì con này sắp có nanh rồi. Ấy. Ô, đùa với nó hả? Nó cắn đấy. Cắn đấy. Mắt đá này không ra được này. Trông căng không? Con này hả? Con này hơn chứ. Con này mười mấy cân. Con kia đâu rồi? Con kia chú Tư cầm bên kia. Tới đi, tới đi. Ôi, cây này. Ê, cắn luôn. Thiệt. Hey. Hey. Con kia con kia chú Tư đang chơi với nó kìa. Con kia nhỏ quá. Heo này chắc mới đẻ năm ngoái. À. Con này nó to nó hung này, còn con kia nó nhỏ. Ui trời. Đấy. Nó có bơm luôn kìa. Này chắc nó ở trên đồi kia nó xuống kìa. À. Bắn đâu không thấy máu hết trơn rồi. Biết thằng máy bắn trúng đây nè. Bắn trúng không á. Đấy. Ô cái da mà cái da nó dày lắm, chắc cũng không có xin được nhiều đâu. Này chắc là quần này. Ừ. Tới xương thôi. Đùa khiếp, heo rừng, đúng heo rừng thật. Nó ra đây nó chạy nhảy đá này luôn. Con nọ ba con kìa. Nãy đứng trên cái tảng đá này các bác này. Đấy, nó tính nhảy xuống dưới này luôn đấy. Mà nó nhảy xuống đây thì anh em tôi cũng bắt được. Ồ, to. À, thương. Nó chạy canh rồi. Vỏ đá mà ra máu luôn. Ừ. Canh rồi. Nó xước, bị xước móng à. Con này chắc bị người đuổi như cái gì đâu, nó lọt ở tới đây. Này, chưa này. Cho nó xuống ăn chuối vậy. Nó xuống mét mà đi xuống đây là hết đá, hết đất đá rồi. Rồi, đá không. Ừ. Ở trên mà rào hết là nó không có đường lên nữa. Đấy, con hình chú với nghịch cái con heo đó thì... À, bắt chú kêu đi. Này, heo đường bằng này thì nghịch cho nó, nhưng mà to nữa thì không nên. To nữa là đụng vô nó cắn nguy hiểm lắm đấy. Như con này là biết cắn rồi nè, con này là nó cắn rồi đấy. Như con này là không chơi với nó được đâu. Con kia nó còn nhỏ, nó còn hiền, còn con này to lắm. Trời này, quạt cướp ở đây rồi, chia. Đuổi cái này.
ai bảo cái nỏ này không mạnh, thấy chưa? Bác Tư Chi, thấy chưa? Chưa? Nỏ quá lợi hại. Thấy không? Ăn nhau là cái nỏ nó hên. Cái bán con này hả? Bán con này. Nó không chạy. Bán con này nó bán phát đứng im luôn. Thôi thôi, em được luôn chứ. Lên đường này. Bán rồi, về thôi. Rồi, lên đường rồi, chiến thắng ơi. Có mồi rồi. Tí nữa anh em tôi sẽ cử một người lại để đi tìm dấu vết tiếp. Nếu mà tìm thấy cái bầy con mẹ nó thì anh em tôi lên tiếp. Đấy, đường đi khá là gian nan. Đá không các bạn. Ý chà. Ây chà. À. Đây này, bác Nhì lên để bác Nhì bác lên đây để bác sửa cái ống nước này nè. Thì bác phát hiện được mà bầy heo này, may quá. Rồi thôi anh em tôi bây giờ đem về thôi các bạn. Tiết canh thôi. Rồi ngon. Chiến thắng. Ôi, cây nỏ thần của bác Nhì đây. Quá lợi hại luôn. Ây chà chà. Ngon rồi. Đấy, anh em tôi đang xuống núi rồi các bạn. Có cần cái chuối bóp không? Có chứ. Có. Bây giờ bác Nhì bác chặt lấy cây chuối. Đây này nó xuống dưới này lại còn một vườn chuối của nhà chú Ba nữa. Cho nên là heo với lại trồn nó hay xuống dưới này để nó ăn cắp chuối lắm. May quá anh em tôi lên là thấy luôn. Là trước mắt được hai con này rồi. Rồi tối nay anh em tí nữa để bác Tư lại, bác đưa Tư đi tìm dấu vết tiếp. Đấy. Giờ mấy chú là không cần đi xe máy nữa. Là cõng luôn, hai người hai con. Vô. Đá đâu? Quá đã. Đúng là mệt nhưng mà có thành phẩm thì cũng vui lắm các bạn. Bỏ công bỏ công 6 anh em chạy lên chứ. Nãy giờ mình đi được 3 tiếng ta. 3 tiếng đấy. À. Ngon rồi, đấy anh em tôi về sắp tới nơi rồi. Nãy qua đoạn kia nó xấu quá nên là biểu thôi xuống để cõng heo luôn. Đấy, bây giờ anh em vô khâu làm lông à. Thì chắc giờ anh em tôi làm khoảng tầm 50 phút nữa chắc xong à. Rồi vô để đánh chích canh. Đấy, chú Hùng thì nãy giờ chú chuẩn bị được rau để đánh chích canh ở đây. Đấy, rau nhà có sẵn hết các bạn. Đây này. Đây này. Rau của nhà anh em tôi này. Đây. Rau này mới đúng là rau chích canh này chứ còn không. Đấy giờ. Thơm lắm. Đấy, rau anh em chuẩn bị là cũng chỉ để chờ cái món này thôi đấy các bạn. Chú Tư chú lấy được một ít cái vú heo rừng này. Thì để tí nữa anh em tôi bây giờ mà chú đang nướng để tí nữa đánh tiết canh. Nướng đánh tiết canh thì ăn nó thơm hơn. Đây, còn cái nồi đồ lòng thì cũng chắc sắp được rồi các bạn. Đấy, giờ mấy anh em đang vô dồi rồi. Vô rồi cái ta bỏ vào luộc xong cái là chắc là ta lên mâm thôi nhờ. Hết rồi. Hết rồi mà. Cái kia luộc xong rồi. Rồi làm dồi xong nó là xong rồi các bạn. Đây này. Đấy. Được, kéo lại để còn vớt ra. Được một cây rồi rồi. Đấy, bây giờ là khâu tiết canh đây. Nước dùng thì anh em tôi cũng mang ra rồi. Đang sới cho nó mỏng nguội. Nước cái đĩa lên. Còn cái này là cái phần vú heo đây. Vú heo chú Tư chú nướng xong rồi. Giờ băm là để anh tiết canh. Mở rồi. Chó à? Heo rừng thì mỡ nó cực thơm nha các bác. Nên không có heo bắn bằng nỏ đó. Rổ rau của anh em tôi nè. Đã chưa các bác nè. Đủ các loại rau thơm luôn. Đây này, mời các bác dùng tiết canh với anh em tôi nhá. Đây. Cái này là nó anh em tôi đánh hơi lỏng tít.
nhưng mà nói chung là khá là đông đấy bác, đông nên phải đánh loạn đó mới đủ. Ủa, ăn uống gì mà không thấy ai đưa chứ không bị gì hết trơn. Xin mời các bác dùng bữa tối với anh em tôi nhá. À, mời nhá. Mời nhá. Rồi. À, phòng bị à. Rồi đi chứ. Mình không uống rượu. Thôi anh em không có gì tốt bụng thì cho cái. Cái nào vậy? À, rượu rượu mật heo này các bác nè. Địa chỉ trốn nậu. Thế canh coi nào. Không có, mỗi người một chén cho nên là trong canh đó phát sinh ra rồi. Đây này, sao mà nhiều lắm. Đây, có này mà. Không thấy cho anh cái thau đâu cũng được. Ăn gì khôn thế. Rồi, xin mời các bác dùng món tiết canh nhá. Thôi khỏi cần luôn. Ngon lắm. Tiết canh heo heo rừng ngọt lắm các bạn. Các bạn đấy, có tiêu ngoài đó. Rồi, gém rau ăn tiếp các bạn. Ngon lắm. Hạt dứa cháy đèn nè các bác nè. Nướng bằng than mà, đâu phải rang, nướng rang nó không phải đâu. Ui ơi. Chắc ngon chưa? Ui. Nhưng mà có vị tiết canh heo rừng nó ngọt nha. Khác heo nhà đúng không? À, khác hoàn toàn luôn các bạn. Mà giống như cái dẫu á. Đã lắm. Ôi nó làm phát luôn à. Giòn thế. Đây đây. Bông xuống nhỏ. Để lên chứ. Chú ba. Bà có nói canh nhá. Đây. Game game húp nha. Rồi tiết canh húp rồi. Cười cười lên sao ơi. Tiết canh mà. Tiết canh có thưa cái tiết canh là nó có nước. Dạ. Canh nước. Rồi đây. Rồi. Vô. Vô 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 vô. Tiết khô phải không? Đã tiếp rồi các bạn. Tiết canh nha. Đã quá đã. Ngon quá. Rồi rồi. Từng nói dừng dừng chứ. Sặc cay ớt cay ớt. Sặc hạt dối. Ớt ớt ớt. Đây, giờ tới tôi đây các bạn. Rồi. Nó xa quá. Có rồi này. Mình đi giấu á. Ôi khác gì các anh em đâu đây. Rồi tiết nó phải đúng tầm như này nhá, không được khô. Khô là nó dở. Đúng rồi, rồi các bạn này. Đấy. Đấy. Rồi tiết nó phải đâm nước mắm. Nó phải vừa tầm. Hôm nãy tôi ăn là dồi ngon lắm. Xuống. Ai theo tay thế chứ. Công nhận cái dồi heo rừng nó khác cổ nhà. Đây đó. Không, mà đúng, đúng thật. Nhưng mà đúng là đây này, heo rừng cái ruột nó cũng nhỏ xíu xíu này các bác này. Đấy. Cái ruột nó nhỏ lắm. Đây là nó có khác đó mà. Nó không to như cái ruột heo mình đâu. Cái đầu là cái phần gọi là cái khâu đuôi. Khâu đuôi nè. Cục cối dài dài chứ quên. Nên là vách heo rừng nhá. Biết biết bát thì ăn con. Cháo heo rừng. Món cháo heo rừng các bạn à. Chạy nhanh do cái phối mà chạy nhanh được. Món này mới hấp dẫn nè, tại vì anh em cái bao nhiêu anh em tôi luộc hết rồi. Nó ra đây hết nè. Nước cốt. Nước cốt á. Được ngon không nào. Được ngon nó cho làm tiếp. Ai thái. Ui, mai đi kiếm chỗ nào đuổi tiếp. Mai đi bắt heo tiếp rồi các bạn. Thấy dấu rồi. Heo về làng lắm, nhiều lắm. Thấy dấu rồi. Thấy dấu rồi. Về làng hết rồi. Đấy, là ghém, ghém lòng. Cháo lòng bánh bèo ăn quen. Đúng rồi, cháo lòng là. Cháo lòng là phải ghém lòng. Thiếp bánh bèo cho tới nơi rồi đấy. Đúng gì chả luôn hả? Lòng nãy giờ anh em ăn ăn mít mà vẫn chưa hết các bạn. Còn nhiều lắm. Đấy. Đúng rồi này, chỗ này nó chín rồi này. Vương đảo luôn mà. Thì mấy anh em đang kêu tối nay đi nữa. Đang hứng. Vì hồi chiều đuổi xuống quá. Đúng rồi. Không biết sướng ngày mai nó đánh cho mẹ luôn. Mà nhầm đi đuổi mà vẫn không mặc đồ. Chưa thay đồ chưa tắm. Bác từ bác đi về bác vẫn chưa tắm chưa dưới chân luôn. Còn nguyên luôn. Mới hai độ mà, hai độ mà. Mà tôn mới hay. Mà